xôi ca ré bắt đầu mở bán vào thời gian lạ kỳ từ 20 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau và thường xuyên chỉ nghỉ bán để đi du lịch. Vậy mà lượng khách vẫn nườm nượp ké đến, xếp hàng, chờ thưởng thức. Không biết có phải do bán vào giờ chẳng giống ai nên để tăng độ thèm muốn của khách hay không, nhưng khi xe xôi ca ré của ông chủ người Hoa góc đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa thì khách đến ùn ùn. Nhiều ngày trong tháng, có khi xe xôi này bỗng dưng nghỉ bán vì ông chủ nổi hứng đi du lịch đâu đó, khiến nhiều người thèm ăn phải nhịn cả tháng trời, ngày nào họ cũng ra quầy xôi rồi lại tiếc nuối đi về vì ông không bán. Cũng chính vì những đặc điểm này, những tín đồ ẩm thực ở Sài Gòn đặt cho xe xôi này gọi là xôi sang chảnh nhất Sài Gòn. Sở dĩ có cách gọi huyền thoại này vì tại Sài Gòn, món xôi này thuộc loại hiếm và rất lâu đời. Ông chủ bán xôi người Hoa cho biết, xe xôi ca ré có cách đây từ 40 năm tuổi. Trước đây, có rất nhiều kiểu xe xôi như thế này bán ở khắp đường phố Sài Gòn, nhưng đến bây giờ hình như chỉ còn một mình tôi trụ lại. Nguồn gốc của xôi ca ré từ người Hoa, khi họ du nhập vào đây thì mang theo công thức làm xôi này như một phương tiện để mưu sinh. Tuy không nổi tiếng bằng hủ tiếu, mì hành thánh hay những các loại thức ăn khác, nhưng xôi cá ré là một món ăn ngon ẩm thực phong phú của người Hoa. Xôi cá ré là món ăn chơi nhưng không kém phần tinh tế, kết hợp giữa xôi, nước cốt dừa, lòng đỏ trứng, sầu riêng, món ăn này đem đến sự hấp dẫn và ngon miệng đến kỳ lạ. Theo ông chủ bán xôi chia sẻ, bí quyết để làm ra món xôi cá ré không khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu của người chế biến.